Bé gái đi học gặp đoạn đường ngập nước, hành động của người lái xe khiến ai nấy thở phào. Bình Định đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ ở các đoạn đường giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Một cháu bé khi đi học về bằng xe đạp đến đoạn đường ngập thì không biết làm sao để qua đường. May mắn cùng lúc đó, một chiếc xe tải đi qua, bác tài liền xuống xe cho bé gái và xe đạp lên thùng rồi chở bé qua đoạn đường ngập nước. Hành động của bác tài đã được ghi lại đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người vô cùng xúc động, thở phào an tâm. Bởi nếu không có bác tài thì chắc chắn cô bé sẽ gặp khó khăn, thậm chí là nguy hiểm trên con đường về nhà của mình. Nhiều cư dân mạng gửi lời cảm ơn đến người tài xế vì hành động ấm áp, mong bác tài vạn dặm bình an. Thật tuyệt vời khi xem được những hành động đẹp như thế này. Gió to, nước lớn rất nguy hiểm. Không có bác tài thì em trẻ gặp rất nhiều khó khăn và có thể ảnh hưởng tới tính mạng nếu cố gắng đi qua. Hương loài hoa không bay ngược theo gió, hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Mình rất hạnh phúc khi được xem những clip như thế này, lan tỏa hành động đẹp đến mọi người. Chúc bác tài mạnh khỏe, bình an. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.